Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một lô đất nằm ở xã Đắc Sơ Mây, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Lô đất này có tổng diện tích là 8,2 ha và mặt tiền đường đất dài gần 400 m. Thì mặt đường này ô tô có thể vào tới ruộng. Giá cả thì mình sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận của video này nhé. Nếu mọi người xem video lần đầu, rất mong mọi người sẽ nhấn đăng ký kênh để cập nhật được những video mới nhất từ kênh của mình. Xin cảm ơn mọi người. Thì hiện tại mình đang quay mặt đường. Mặt tiền đường rất dài 400 m. Đường ô tô có thể vào tới ruộng. Từ lô đất của mình cách đường bê tông và tiệm tạp hóa nhỏ là khoảng 1 km nhé. Tổng diện tích của lô đất này là 8,2 ha. Hiện tại thì chủ đang trồng 1.000 sầu riêng và 1.000 mít. Sầu riêng thì hiện tại là được hơn 2 năm, còn mít thì đang ra bói. Hiện tại thì trên mảnh đất này là chủ nhà đã móc 2 ao nhé. Và trên mảnh đất này cũng có khe nước nhỏ nên mọi người có thể mở rộng ao ra để cho lượng nước có thể dồi dào hơn. Đây là mình đang quay cái ao thứ nhất. Và đây là cái ao thứ hai nhé mọi người. Ở trên lô đất này thì cũng có sẵn một cái chòi nhỏ nhé, để cho mọi người có thể nghỉ ngơi hoặc cất dụng cụ vào trong cái chòi nhỏ này nhé. Mình xin nhắc lại, tổng diện tích của lô đất này là 8,2 ha. Giá thì mình sẽ để dưới phần mô tả hoặc là tiêu đề của video. Hiện tại thì đất đang trồng 1.000 sầu riêng và 1.000 mít. Sầu riêng thì được hơn 2 năm, còn mít hiện tại thì đang ra bói. Lô đất này có khoảng 400 mét mặt tiền đường. Đường ô tô có thể vào tới ruộng. Thì từ lô đất này tới đường bê tông và tiệm tạp hóa nhỏ khoảng 1 km. Cách thành phố khoảng 40 cây. Trong lô đất của mình thì cũng có một chòi nhỏ để cho mọi người có thể ở tạm. Và trên lô đất này chủ nhà cũng đã móc 2 ao để dự trữ nước cho mọi người có thể tưới cây. Bây giờ thì mình sẽ bay lên cao cho mọi người xem cái lô đất của mình có hình dạng như thế nào nhé. Đây là cái hình vẽ của lô đất nhé. Mọi người có thể quan sát cái hình này trước rồi theo dõi video cho dễ hình dung ra cái lô đất của mình như thế nào nhé. Ở vị trí mình đang chỉ đây là mặt tiền đường nhé. Thì mình có tổng là 400 mét mặt tiền đường đất đỏ. Từ mảnh đất của mình ra tới đường bê tông, tiệm tạp hóa là khoảng 1 km nhé. Bây giờ mọi người có thể quan sát cái hình ảnh video của cái lô đất của mình từ trên cao nhé. Nếu mọi người xem video lần đầu, rất mong mọi người sẽ nhấn đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ kênh của mình nhé. Xin cảm ơn mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chỉ quay video cho mọi người xem thôi nhé. Mọi người có thể quan sát và theo dõi video tiếp nhé. Xin cảm ơn mọi người.